là người này có nha. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Qua đây nè, qua đây nè. Giờ xe cũng gạo với mì đồ chở tới. Bên này em nội qua. Gạo với hòa thùng mì kia tới. Giờ điều động lực lượng mẹ đồ đủ thứ người hết trơn, ai cũng lại kinh phụ hết trơn. Dạ, bé nhỏ cũng kinh phụ luôn kìa. Để cho nhẹ nha con. Để đây đây dưới lực lượng vũ trang. Rồi chào nhà nha. Em chào cả nhà nha. Mới sức khỏe nha. Hai chồng mới đi chợ về đó nè. Mua đồ lũ cũ đặng mua bữa nay về làm đặng ngày mai có ăn Khánh Thành này. Nấu cho bà con nói sớm đồ anh em bà con đồ này kia ăn. Nay mua chuẩn bị trước. Mua chuẩn bị trước. Để ngày mai lu bu á, cái không có thời gian để làm. Đúng rồi. Ôi trời, nó bơ gách bọc nó đi ra luôn nè. À, em quay lại mua cái gì cho nhà xem nè. Tường ớt, tường chim cài. Cái này để giống với chả giò, có này cái băng Khánh Thành. Cắt. Nè chả cái gì? Kêu bằng gì? Bồ bía không mẹ? Bánh tráng bồ bía. Chả giò. Chả giò. Này trứng, với thịt heo, mua thịt heo. Tô cột thịt heo cả đó. Kho tàu. Kho tàu. Với lại nè, ớt nè. Ớt mua cả này hả? Ớt mua 3 kg nè. 3 kg ớt. Cái này mỡ mua làm như thắng nè. Không, mỡ này mua trộn với làm chả giò. Chả giò ha. Ừ. Còn gà trong tủ lạnh nữa chưa lấy ra. Ừ. Thầy rau, còn tơi với lại rau má để mình nhúng gà luộc sả. Ừ. Giờ mình chuẩn bị trước đó cả nhà, cái nào mình chuẩn bị trước được chuẩn bị để ngày mai cái lu bu á. Chứ à. Xin vô nè. Lát cái có mấy chị em bà con sớm rồi lại phụ làm để dành rồi mời Khánh Thành dùng. Chứ chiều nay hai vợ chồng em đi phát phiếu rồi quay về cái nhà xem. Phát phiếu cho bà con nghèo này kia. Có phát không mà, thì chiều mới phát. Dạ. Giờ là vô chiến đấu rồi đó. Mẹ đồ lên thiếu mút rồi lại nè. Giờ là em dâu với bác Tư gái đồ lại phụ nè. Ai? Trời ơi là trời, coi hai người đi về bịch giống ninja dữ trời. Chào mọi người nha. Chào. Chào. Lâu dữ không gặp bác Tư. Bác Tư nhìn không ra đó. Lâu dữ ha. Bác Tư lên núi tu luyện hiểu Tư. Ừ. Đi núi. Giờ lại phụ đó nha. Thịt nè, heo đậu đồ ngâm mà giống đó hết trơn, giờ phụ làm. Đi qua bà đi rồi, bà không giờ. Đi chơi đi chết, đi phố. Chút mà đi chỗ gì? Ở ngoài Bắc Thiên Nam. Đá lạnh uống thôi được uống. Ừ đây nè, đá lạnh đây nè, có đủ. Trời ơi là trời, ta kêu lại đây phụ đi đẻ, hả? Hai ba lại đây nhổ tóc bạc. Quân sao đẻ. Thêm Tư có bạc, thêm Mốt có bạc luôn hả? Có ít. Dạ chưa? Trời, dạ tôi đi lụm cụm chứ. Cụm mới có bạc sao? Giờ bạc lần lần. Ta kêu lại đây phụ, kêu nhổ tóc bạc hả? Chưa. Để bác Tư với bà kia lại nữa chỗ tài. Bà lo á, vợ ông cái chồng á. Rồi cả nhà, em điều động lực lượng hùng hậu của em lại nè. Bắt Tư thí mốt rồi vợ Nguyễn nè, giờ là ăn làm nè. Giờ mình bày đồ ra lặn làm. Một mớ thịt này, một mớ thì kho tàu. Còn một mớ thì để bầm ra để làm chả giò. Cái này dưa cải để chiều mình ăn á Bắt Tư. Để chiều mình kho tàu mình chấm mình ăn á. Dạ. Nhỏ này bán dưa cải ngon nha mày. Bắp không nha. Bắp không có tiếp lắm, chua giống như mình làm ngon, không? Nghe, mùi ngon quá. Mà bắp không nha. Ừ, nhà mình làm này để chiều chấm dưa cải là nhức nách này. Dạo lộn chấm thịt kho tàu mình để chấm dưa cải à, điều động về lực lượng là vũ trang của em đó. Còn hình như là có rau ấy nè. Nè cưng, rau này nè cưng. Mùng tơi. Con má lựa ra. Mẹ em mới chải mái tóc Ed Money, mới cội đầu xong cái đầu cổ rồi.
Em ba này đó, đông vui cái nhà. Để cho nó khô để mà cột lên. Lực lượng vũ trang em lại một người nữa. Phụ trách làm chả giò đó. Đây, giờ là mẹ em chuyển qua Gột Môn luôn. Đông vui quá. Bà đứng lên lấy cái này ra đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 người. Cái chỗ đi ra vô giờ rồi đó. Chạy chỗ khác. Là ấy ra cho cái kỹ nha, gác gến không đây, đãi tan đi nha. Mấy bà. Gao là phải có gác. Nghe nói gao gác phải không? Gao phải có gác, không có gác bước gác bỏ vô rồi. Bước gác bỏ vô. Dạ bác Tư lấy tôm ra để lột luôn cả nhà. Cho lấy cái gỗ không. Bên đây chị Tư chia thịt gà để kho tàu. Còn hai mẹ này bên đây lật gao mà nhiều chuyện nè, nó sống ta nè. Hùi quay camera qua cái đính tin liền. Thấy không? Thấy nhiều chuyện nó sống ta có gà không? Thứ dữ không đó? Tám. Không có giờ khó gì hay mẹ. Một người một tay một chân. Hai bà này lật gao xong rồi. Trời ơi, xong rồi mình rửa. Rồi cục tôm. Thì tôi sắc cục ra đằng kho tàu. Cái gì? Cái đậu đó mấy trăm gram này? Nửa ký á. Bây giờ lại 200 gram, 300 gram đi. Đâu rồi? Cái nồi nào có nắp nấu không nè? Rớt. Hành này lạc luôn lên. Hành này lạc luôn không? Thôi để lắm rồi. Cầm để lắm. Này sao háo? Nhà hai nồi nấu. Rồi, sao bay vậy? Sao bay vậy? Nó lửa quá. Đây, chị đường, chị đường. Làm cái cho đường cho mấy đàn chị gì. Mình thấy phục vụ nước nơi được chứ. Yeah. Giỏi dữ trời. Cái gì? Em mong sắc lụ. Giòn giòn nó dớt. Em chơi rượu nó là ngon. Em chơi tới ngớt, em chơi tới ngớt, em chơi tới ngớt. Lụm lúa vừa đúng hả? Hai bốn đáo, bảy người bảy lon bia nữa rồi, lấy khác hết chưa được rồi. Ủa sao nghe cái mùi gì, mùi nước tẩy gì quá vậy ta? Môn nè. Môn thơm nè. Môn nước tẩy nè. Dạ ngoại em cũng xuống tới chơi luôn cả nhà. Ngoại với Út rồi. Ngoại. Ngoại, bà mợ với hai đứa em với Út. Đến hẹn lại lên nha, đúng giờ nha. Nắng quá ơi. Nắng quá hả? Chạy lúc mấy giờ tới đây? 12 giờ 14. Dạ. Qua giờ 10 giờ này mấy giờ không biết, con không coi giờ nữa. 2 giờ 20. 12 rưỡi nữa không? Dạ. Để ngoại rồi với mấy đứa em với bà mợ rồi lên luôn cả nhà. Rồi quay tiếp nhà xem. Tỉnh đi ra ngoài. Giờ lên đồng vui. Người lúc này đèn nó có được người cứu giúp nãy mình. Đúng rồi. Có người cứu à? Cái này là để kia bạn về đại hội đại phụ nữ gì vậy? Nhận ngoại có luôn. Dạ, đồng vui vậy nha. Chúc rồi là... Trời ơi là trời đi gì mặt bù hiu trời. À, lát cái em đi phát phiếu nha, phát phiếu cho bà con. Chiều bác má hai dòng đi phát phiếu. Em quay tiếp đi nhà xem. Trời ơi bao nhiêu cà phê. À mời ơi con cuốn cà phê à. Súng nhau người à. Chào cũng chào đầu cuốn coi. Đó hả? Cuốn nhỏ, cuốn gọn cái vừa. Nhỏ gọn thôi, vừa hỏng đi. Vừa miệng đây, cuốn xong để đi về để tắt xe. Để miếng cuốn vậy đó. Lần đầu tiên cây gôi cuồng có trái thành long. Vậy chứ giờ nó ra cái gì mời thành long đó. Miếng mẫu người tính, miếng mẫu tính đâu một cuốn cắn là hai. Cái này để cục thịt. Ừ, em dâu cuốn gì mà cái cuốn lâu dữ trời. Phải phải một cuốn cắt thành hai nha. Dạ chị Tư cuốn rồi. Em ơi, có miếng mọi một nha. Nói cho tao biết, nó đang biết kìa, tao kém dài. Để kéo, tao để cái đầu ở ngoài. Sao em dâu? Cũng được đó. Dài, cuốn lên là vừa. Cái đó dài cuốn lên là vừa đó. Được hả? Còn cái con này gói hơi cục. Cái bà này được không? Gói sao cho nó chặt lại. Nói chứ mới cuốn mới đầu tiên, cuốn đầu thì... Xe nháp hay gì? Nháp. Cuốn sao mà đo cho nó
bẻ để cục thịt vừa mẹ đó ha, không vừa cái họng ha, bẻ đây nè, vừa mẹ bẻ vô sao vừa mẹ bẻ vô nè, nó vừa như nè, vừa miếng ăn đó, vừa này nè, vậy là nhắm vậy thành là để cục thịt vô, để tốt không mà. Đi phát phiếu rồi nha. Đâu được cái phiếu rồi em à, em đã lấy lại 20 phiếu để phát cho vòng vòng sớm. Còn cha thì ông lấy 30 phiếu, ông đi vòng vòng người nghèo ổng. Giờ qua bên bên nhà này trước cả nha. Ở nhà bên này ông chú với nhà năm bích kia, nó loại này nè. Rồi qua đường này nhà ông chú cầm bên. Dạ. Ê bậy mày. Mai 8 giờ nha ông chú. Dạ dạ. Rồi giờ lội qua bên đó nữa. Ông chú ngại ở trần nha cả nhà, ông chú ngại. Quay luôn cho mấy bà bên nước Mỹ thấy luôn. Cho mấy bà bên kia thấy body ông chú quá đẹp. Giờ đi qua này. Đường này đường đất nhà đang cũng còn mấy căn nữa. Rồi ông chú có xin đổ cái đường lộ đi lên cái cầu đang chạy xe qua lại giải nữa nha. Dạ em cũng ok. Tại vì nhà nước đợi nhà nước làm lộ thì lâu, nhưng mà ông chú làm tiện, ông chú sẵn lập. Đường lộ đường quê vậy nè. Khi có cái cầu rồi phải không? Cái bắt đầu người dân nhà ta đây nè, cái ta hùng lẫn nhau á. Ta đổ lộ, đổ lộ cái ta đi qua luôn rồi. Đợi nhà nước thì lâu quá. Tới nhà quay tiếp nha. Đây gần tới kêu quay. Coi có nhà không? Có không? Trời cái đường lộ vậy nè. Cổ. Có nhà không? Vậy chút gửi. Gửi dưới nhà bà Thím dưới đây cho ổng lấy. Ở nhà bà Thím. Nhà này là nhà của thương cho. Đúng rồi. Nhà nước cho. Nước cho. Cầu toilet gì nè. Rồi, đi chỗ khác. Đi mình đi vô bên trong. Giờ em phát ở bên gấp bình bên đây xong rồi cả nhà. Giờ đi qua cầu, hai chồng đi qua cầu đi qua hướng bên đây. Để phát cho bà con bên đây. Nhà qua nhà thứ tư. Gửi cho cái anh về luôn em, gửi mô anh Thành anh về. Gửi cái anh về nãy cha vợ nói á. Dạ dạ mai chú qua nha chú. Dạ dạ con đi. Dạ. Nhà này đứng nè. Cảm ơn nha. Dạ, mai lại nhà con chơi. Ừ. Dạ, bánh quà rồi, rồi ăn cơm luôn. Dạ, dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Giờ là nhà chị Tư sáng giờ phụ của nhà em. Ta mới về giờ đi gặp nhà chị Duyên cho nè. Cho nè, mình phải tới nhà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Phụ đứa ra. Bây giờ đi chỗ khác nha. Dạ đi qua xong. Này nhà bác hai ở xóm. Mai 8 giờ bác hai em qua nhà con nhận chút quà nha. Dạ dạ.
hai cái nha. Này. Vô luôn, vô sao luôn em, vô sao luôn em. Tại vì ở đây có cái nhà. Cho nhà này nó mà đóng cửa đi đâu à, chút gửi rồi ở nhà này. Quen biết ở đây gửi rồi là nhà này có nhà chị qua đây nè, qua đây nè. Dạ, bán rồi, dạ. Đúng rồi. Ngày mai 8 giờ đó con. Rồi. Ừ. Dạ. Cũng có lên quay chung nhà chú Út nữa. Ừ. Giờ cũng mấy nhà kia đóng cửa hết rồi nha. Giờ em gửi rồi nha. Chứ giờ không biết người ta đi giờ nào về. Được, được. Được không? Có phiếu là được. Có phiếu rồi, có phiếu em lại là để tại mai xuất chuyện. À mai giờ xuất chuyện hả? Dạ. À, rồi rồi. Rồi. Giờ em đi phát phiếu em vòng giờ về nhà cũng có đang ăn cơm. Sao có nhà? Ủa ăn cơm rồi hai đại ca đó ăn lúa mạch hả? À? Nhạc gia ở trần giống như trần hồ dữ trời. Tại bữa nay đổ rồi, trần bữa đi mà một cũng như giờ đóng vai là hai người, một người là giang hồ với dàn, còn một người thầy tu nhậu gặp nhau phải không? Thêm một tâm tạo nữa. Thôi giang hồ bút phương. Mình không có như ông này ông tu. Để chút ông tu là 18 con vợ. Quà rồi phải trở về em quay tiếp nhà sàn. Sáng em cũng thuê cái gạp với ba cái bàn đang cho người này người kia ngồi. Giờ cũng chiều năm giờ mấy giờ nghe ảnh lên bàn đấy với dựng gặp rồi chút tối nữa là tới quà với gạo đồ mì với gạo đồ ta chở vô đấy. Đây, quay tiếp với nhà xem. Dựng gạp không gia đình ra coi coi đồng vui nha, vùng quê vậy. Trong này thì cha với dì mút của cô kia. Mấy đứa nhỏ đi qua cầu chạy. Nhà treo này mời Khánh Thành. Dạ bác Tư cũng mới về, giờ thấy mốt với vợ Nguyễn cũng về luôn. Chiều về nhà phụ cũng hồi trưa giờ mời gặp tiếp. Cái gạp cũng dựng rồi hết rồi, bàn ghế để bên này. Giờ mấy anh cũng về một chút, đợi thêm xe gạo với mì lại nữa là Vinh lên quay tiếp nha. Xem quần áo nghe tao có tài chết đâu. Giờ xe cũng gạo với mì đồ chở tới bữa nay em đợi qua. Gạo với hòa thùng này cái tới. Thank you.
Mượn xe gùa luôn anh. Mượn chưa? Mượn chưa? Trời ơi trời. Được không? Được. Nha. Dựng sách. Hả? Dựng bằng bằng nha. Giờ dưỡng út với cha rồi phụ huynh. Dạ sao em tắt vậy? Cái đó mình ấy đi để ginh gạo. Thôi giờ xuống tập quay. Xuống trước đi. Ừ. Ừ, xuống cái đây, xuống cái này, cái nào ra cái đây đi. Rồi. Nè. Cái gì? Dạ. Mày vô túm túm mày nè. Không không anh cứ gọi gạo nè mình đó. Cứ chuyển rồi anh cứ gọi không sao bình thường. Không 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 có sao anh ơi. Quay tới đây rồi để em phụ cái nha. Chút cái gì quay tiếp nha. Được rồi. Được rồi. Giờ đẩy lên. Bỏ vô nhà luôn cha, bỏ vô nhà luôn đi để mất công ấy đó. Vô trong luôn. Để tối đóng rồi lại. Mỹ Linh cũng phụ nè. Gạo người ta đẩy xe. Ờ thấy đường tao kinh phụ như sao? Đi cho vui. À, để ghi vô cho vợ em quay em ghi đi nha. Em cho chồng xếp. Đó. Điếm luôn nha. Giờ điều động lực lượng mẹ đồ đủ thứ người hết trơn ai cũng lại kinh phụ với nhân cái nhà. Kìa, bé nhỏ cũng kinh phụ luôn kìa. Để nhẹ nhẹ nha con. Để đại đây chứ nào. Dạ để đại đi hồi mấy đứa nó chuyền. Ừ. Ê gớt con gớt bể đó. Rồi quay qua đây anh Tèo phụ huynh gạo rồi anh đó nha. Để em qua cầu đi em quay tiếp. Tài sách tách bàn bốn bịch luôn. Đàn bàn chừng gách nghe cha. Gách bọc nha. Ngoại em cũng xông pha luôn. Xông pha diễn trường luôn. Chiều đông vui. Đây anh này anh có xe gùa anh đẩy một lần cứ chục bịch cho lẹ đó, anh chủ xe anh đẩy lần chục bịch. Đó canh tèo xong pha còn kìa anh xiết còn bịch đổi đầu anh sao đổi được. Còn nhiều lắm bà thím. Mới ghin đồ mà chưa ghin gạo mà. Giờ vắt gạo lên. Nãy đem ba cái mì đồ với lại nước mắm rồi. Còn hai bịch nó hết không cha? Rồi giờ kinh gạo. Đem gạo lên. Giờ tới chiền gạo. Là đủ chiến này là đủ luôn hả anh? Chiến này là đủ 500kg luôn hả? Chiến này đủ luôn đó. Dạ. Cái đó là 20, này 20, này 10. Dạ. Chính túi đó. Dạ. Gạo chừng coi cái xe nó có ép nha, để nó móc nó lủng lỗ là nó đổ gạo á. Bằng cho gạo cho ngon ăn mời tao nấu mà không có ngon là tao trả tiền về lại đó. Em giác vô. Chết 20. Ê nặng dữ à, nặng dữ chịu không nổi à. Giáp khó lắm chừng mà. Ô nặng lắm á, chị nhẹ thôi. Cái súng nhóc mà nguy hiểm nha anh ơi. Trời trời, đẩy 50 bao. Có anh phải phụ luôn. Đẩy lần mấy chục bao nha anh lẹ. Dạo để đâu mẹ? Để góc bằng đó đó con. Dạo con chuyện vô sao nổi. Con gì chuyện nổi không? Nổi. Trời trời. Ô mấy chinh kinh mì. Nữ mà. Kìa đứa kinh te te luôn trời, ghê thiệt. Để cho gọn vô. Lũng mà bóc từ mông tải. Chừng lũng nha. Lũng gạo mà bà con người ta nhận là bị lũng người ta đem về đổ hết á.
Trời ơi, kính con ba phụ hơi nặng nha. Nặng lắm, chịu không? Trời trời, heo heo kính. Trời ơi, kính 20 kg luôn kìa. Mới thấy nãy rồi bây giờ vô rồi. Đây còn hai đâu. Mới trên một bịch thôi con. Trời ơi, phải yếu bạch cây gió. Mà theo dì hai không nổi đâu rồi kìa, dì hai kính 2 bịch luôn kìa. Trời ơi, thôi con ơi. Lại à. 28. Trời ơi, trời. Lực lượng vũ trang. Hết chưa? Hết chưa anh? Trời này kinh 40 bao. Ủa là ông 40 kg. Trời, trời ơi, thanh niên trai tráng mà 40 kg bình thường. Chắc hết rồi quá. Còn không? Điếm nhà ấy. Nó đếm rồi, nó hết, biết đường đếm rồi. Nhiều vậy? Dây 10 bao đi con. Cho dễ đếm. Rồi. Chiến này nữa là hết rồi đó nha. Giờ giác vô anh này. Nãy 3 bao ông kia, ông chủ 2 bao nữa là hả? Tám triệu là như 8 triệu mấy. Bao nhiêu, một bao nhiêu không? 1 kg. 1 bao nhiêu, 2 bao cũng vậy. Giờ đếm vậy. Đủ rồi đó ha. Đó, đây 50 bao, giờ đếm đủ rồi. Bên này. Bên này 50 sức quà, bên này cũng đủ luôn ha. Mì với dầu ăn rồi đủ hết phải không? Đó, bên này. Giờ rồi, em tính tiền nữa nha. Cái gì chăm kia có kêu anh lấy gì mà dính dính này anh lấy dính tại một hai ba tính dụ nói bình thường bảy tám chín nãy anh nói là có to nhưng mà chưa đưa tiền đúng rồi thì ai biết rồi nếu mà gửi anh thì em cũng đem chảnh trả để anh thôi dạ mai đây mai giờ lên trả đi chảnh mai chảnh trả qua lưu bu thì chứ chưa gì đó ờ cứ quen mà gửi anh cũng được bắt buồn lắm nha mốt còn ok thì mốt tiếp tiếp tục dạ lâu dài mà lâu dài đây hoài mà chạy gạo giờ gạo cũng đủ rồi cả nhà 50 bao gạo tiền gạo thì trả cho anh rồi còn tiền mì với dầu ăn với ở đường này kia là ngày mai em rảnh em trả cho chị kia gửi ảnh cũng được nhưng mà thôi để mình mua rồi mình trả cho chị tại ngay đây luôn thì nó ok không có không có sợ cả nhà rồi thôi bây giờ em chắc cũng tới đây cả nhà cho vợ chồng em xin được đăng ký được like được lượt được chia sẻ cả nhà mời cả nhà nha em ba cả nhà nha cả nhà nhấn đón xem video tiếp theo của vợ chồng em nha ba cả nhà nha chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.